Hello, xin chào các bác, chào các bác đến kênh Điều Vân Hồ Chính Hãng của Sashimi Authentic Hôm nay thì em gặp cho các bác một chiếc đồng hồ đến từ nhà thương hiệu t Và đây là chiếc thuộc bộ sưu tập T-shirt Một bộ sưu tập cực kỳ cực kỳ nổi tiếng và rất rất thành công của thương hiệu T-shirt à, Trước ngày hôm nay các bác thì sẽ có size mặt 35mm và mặt số gần này sẽ là mặt số màu xanh lá Một cái màu sắc cũng rất là đẹp ở trên cái dòng sản phẩm này anh em nhé một chiếc hàng new phun bóc và thời điểm tại thì dòng phẩm này đang có giá bán cực kỳ cực kỳ dễ chịu và nếu anh em không mua thời điểm tại chắc chắn là rất là tiếc đấy sau này thì chắc là khoảng thêm một đợt một hai đợt hàng nó về thôi thì uh, giá của tỷ suất về đấy chắc chắn sẽ là cao hơn so với thời điểm này khá là nhiều đấy thì trước khi đến cơm trước nồi trong video ngày hôm nay xin mong anh em dành một chút thời gian khoảng một hai giây thôi người nút đăng ký kênh để phía dưới video ấn quả chuông bên cạnh để khi bên em ra video đồng hồ mới youtube sẽ có thông báo cho anh em từ đó anh em không bỏ lỡ bất kỳ chỗ nào về cung cấp nhé không mất nhiều thời gian em nữa chúng ta sẽ hơn với chiếc t-shirt về Rick màu xanh lá trong video đồng hồ ngày hôm nay Chiếc t-shirt Perry hôm nay em tự bác là một chiếc hàng new full box đầy đủ hộp sổ thẻ và phụ kiện đi kèm cho anh em nhé. À, đây là chiếc với tông mặt màu xanh lá. Tuy nhiên thì cho anh em có thể thấy mà kể cả bên ngoài thì cái màu xanh lá của chiếc đồng này thì nó cần có ánh sáng mạnh chiếu vào thì nó mới lên được màu xanh rõ rệt như này. Chứ còn nếu mà trong điều kiện ánh sáng anh em dùng bình thường ở trong văn phòng hoặc là không có ánh đèn chiếu trực tiếp vào chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có cái mặt màu nó hơi tối một chút nó không ra, ra hẳn được cái màu xanh lá đâu à, thân vỏ dây được làm hoàn toàn là chất liệu thép không gỉ 36 l bộ dây thép đúc rất là đẹp của thương hiệu t-shirt cái bộ dây này cũng là bộ dây rất là nổi tiếng này anh em nhé dây rất là nổi tiếng của Peric luôn rất là thành công đây chúng ta khóa bấm hai bên có logo của hãng đáy sau của máy cho anh em quan sát được chuyển động máy bên trong Uh, trước này chúng ta thì khi mà cầm trên tay thì với xe mặt 35mm này thì cái trọng lượng của em nó rất là nhẹ nhàng ngay nhé không quá nặng tay đấy là khi mà anh em đeo thì rất là thoải mái với chiếc đồ này với cái trọng lượng này uh, xe mặt 35 thì rất là nhỏ nhắn rồi và tay anh em chu vi của tay khoảng tầm từ uh, 16cm trở về thì anh em đeo chiếc này rất là đẹp còn với tay anh em mà trên 16cm thì anh em có thể lựa chọn với xe mặt 40 anh ta đeo cũng rất là tuyệt vời uh, còn nếu anh em thích cái phong cách cái đồng hồ vintage nhỏ gọn thì anh em tay 16,5 cũng có thể đeo được với size mặt 35 này nhưng mà đấy là phải là anh em thích cái phong cách vi tết nhỏ gọn nhé chứ còn nếu mà với size mặt bình thường thì tay dưới 16 từ 16 trở xuống thì, thì đeo size 35 sẽ đẹp hơn còn nếu mà tay trên 16 thì bắt đầu đeo sẽ nhỏ rồi à, về thiết kế ngày em này rất là đẹp đấy, trước Peric thì thiết kế nó đã quá đẹp với vân tâm về cho mặt số này mặt số trở tiếng sáng sân bớt này hoàn thiện sắc nét anh em thấy này, nhìn cái độ hoàn thiện nó báo bảy đấy về mã sản phẩm thì chiếc này chúng ta thì có mã sản phẩm game nó là T137.207.11.091.00. Đây chúng ta sẽ có máy tích này, công nghệ dây tóc Niva mức sống nước 13 từ 100 m, thân vỏ làm chắc công vị và kính sapphire được phủ chống lóa. À, những option đi theo của chiếc đồng này rất là tuyệt vời, không chỉ có thiết kế đẹp mà bộ máy cầm này cũng còn rất là ngon với máy Pautic 80 tích có 80 giờ và có trang bị cái dây tóc Nivatron cái công nghệ dây tóc mới nhất có thương hiệu tiết xuất họ vừa phát triển gần đây rồi anh em nhé và hiện tại chỉ trang bị ở trên cái dòng sản phẩm này thôi à, mặt số của em này thì em sẽ dùng kỹ hơn anh em nhìn một chút đây à, mặt số của em này chúng ta vẫn sẽ thấy là nó vẫn có những chiếc uh, vân mặt số với vân Tâm bay nổi bật hình vuông dạng 3D màu xanh lá được trả tiền sáng sân bớt cọc số với vạch à, kim cọc thì nó làm dạng rất đơn giản thôi cọc số vạch góc 12 giờ cọc vạch đôi cọc số lại cọc vạch đơn bình thường thân cọc số sẽ có dạng quang kim giờ kim phút cũng được làm dạng kim thon dài cũng có dạng quang là thân kim à, với việc trang bị dạng quang đầy đủ này thì anh em có thể thoải mái tới giờ cho điều kiện theo ánh sáng không có bất kỳ vấn đề gì góc 3 giờ chúng ta có lịch ngày góc 12 giờ logo của hãng phía dưới góc 6 giờ dòng chữ Peric và bộ máy cơ ba tích 80 dưới góc số góc 6 giờ vẫn dòng chữ xuyên quen thuộc ở đồ hồ thủy trị đây kim dài thiết kế dạng thanh mảnh thôi một mà rất là quen thuộc của đồng hồ cơ rồi dạ quang đấy anh em thấy khi mà chúng ta chứa ánh đèn vào anh em thấy là dạ quang kim cọc cũng khá rõ đẹp như này đấy. nhưng mà với chiếc red thì dạ quang nó chỉ là điểm cộng thôi chứ nó không phải thế mạnh đâu nhá cho dạ quang ở trên mức vừa phải kính ngày hôm nay sẽ là kính sapphire khối trong trước và được phủ chống lóa cho nên khi mà anh em sau đó giờ chiếc đồ này cũng khá là dễ dàng thì bây rồi bên ngoài chúng ta sẽ đánh bóng thiết kế dạng elegant spot như này chúng ta sẽ thiết kế đồng hồ nhìn khá là khỏe khoắn nam tính nhưng mà cũng có thể rất là mềm mại ở phần mặt số có thể đeo đi làm được đeo đi chơi được cà phê cà pháo thể dục thể thao đều có thể đeo được ở đây anh em thấy này Đấy, chúng ta có những bé rồ bên ngoài đánh phay trước cảm giác thiết kế rất là đẹp bắt mắt hoàn thiện cực kỳ tuyệt vời bắt sáng hoàn toàn phần thân vỏ và dây là rất là hoàn hảo càng ngắn đeo sẽ ôm tái hơn và hơi căng vào một chút đúng chỉnh của logo chữ T của thương hiệu tiên xuất rất là quen thuộc bộ dây chúng ta sẽ là dây thép không gỉ đục đặc vào đây à, anh em có thể thấy là bộ dây được làm đánh phay trước toàn bộ nhá bắt sáng hoàn quang rất là tốt sáng lấp lánh luôn đấy đây khóa bấm hai bên và chúng ta có logo của t-shirt một và đuôi khóa cơ bản thì về ngoại hình của em nó là như vậy rất là đẹp bắt mắt tông màu xanh lá rất là dễ chịu à, bắt đầu ngày mới mà chúng ta đi làm mà có một chiếc đeo chữ hồi màu xanh trên tay thì chúng ta mang lại cái, cái cảm giác cũng khá tuyệt vời tràn đầy năng lượng à, đường kính của em này là 35 mm này độ dài mặt số trước này chỉ khoảng tầm 11 và lắc tô lắc của em này khoảng 44 thì với thông số kích thước cái này tay thì tay chỉ cần khoảng uh, 15 là có thể đeo đeo đẹp cái này rồi đây dụ tay của em là 15.8 này đấy anh em thấy nếu mà em đeo thì em sẽ lựa chọn size 35 mm này đeo rất là vừa và đẹp anh em nhé kể cả review của mấy anh tây thì nó người ta cũng rất là khen dành nhiều rất nhiều lời khen cho dòng thưởng size mặt 35 này đó cảm ba cái cảm giác vintage nhẹ nhàng cổ điển à, chiếc này chúng ta thì nếu mà chị em nhé chị em yêu thích cái phong cách thiết kế của Perik thì có thể mua đeo được À, anh em tay thì cũng, cũng chỉ cần 15 trở lên là có thể được đây là một chiếc rất phù hợp với anh em tay nhỏ và sau đồng hồ chúng ta thiết kế đáy hở máy để giúp anh em quan sát được chuyển động máy bên trong thì trên cái vang để anh em sẽ nhìn thấy này bộ máy được trang bị uh, công ta logo tí xuất 1853, máy bao 80 hay tích escapement c07.111 23 chân kính tần số động 21 căn 600 tích có tối đa cả này là 80 giờ và như em đã nói thì em này sẽ có cái dây tóc được làm từ công nghệ đi công nghệ mới nhất vừa mà tí xuất họ vừa mới phát triển ra À, cái dây tóc này thì nó sẽ có khả năng chống sốc chống nhiệt chống từ tốt à, đặc biệt là khả năng chống từ nó tốt như là dây tóc silicon và chống ăn mòn cũng rất tốt nữa nhưng mà nó lại rẻ và dễ chế tác như là dây tóc làm từ cái kim loại thế cho này là cái hộp kim này tương lai sẽ là tương lai của các bộ máy nhà t-shirt bên ngoài chúng ta có logo thương hãng này tân vỏ làm chắc công nghệ mức xuống nước 13 tương đương 100m hoặc là 330 feet ở đây mã sản phẩm và kính sapphire thông tin rất là quen thuộc bộ máy cơ thì đầy đủ chức năng anh em nhé lên có tự động lên có bằng tay từng kim dây chỉnh giờ thì anh em sẽ mở ra hai nấc kim dây dừng lại cho anh em chỉnh giờ chính xác từng dây đồng hồ lịch ngày anh em bạn góc 12 giờ lịch ngày nhảy đây đang giờ buổi sáng bắt đầu ngày mới đây để mức đến 5 giờ sáng đây đóng lại kim dây chạy bình thường chỉ lịch ngày anh em mở núm ra một nấc bạn ngực chiều kim hồ anh em sẽ chỉnh lịch ngày sau chỉnh giờ lịch ngày xong anh em sẽ đóng núm lại kiểm tra cẩn thận tránh mở đúng nước vào với mức trong nước 100m của chiều này thì có động thường ngày anh em đi mưa rửa tay và đổ xe đổ rất thoải mái Lưu ý với anh em không mang người ta đi bơi 88 lạnh và 8 sốc hơi nhá. À, chiếc này tại store thì anh em sẽ phải mua với mức giá lên quanh khoảng tầm là 21 triệu đồng. Tuy nhiên hôm nay bên em có một chiếc uh, độ mới điều phun bốc về vụ các bác với mức giá chỉ là 14 triệu đồng. Và nếu anh em thích chiếc này có thể hàng với bên em thông qua số điện thoại để phép trên hình hoặc các thông tin liên hệ em để đầy đủ hết dưới phần mô tả của video. Khi anh em gọi điện thông tin em sẽ vấn kỹ hơn cho anh em về chiếc đồng này nhá. Cảm ơn rất nhiều theo dõi bên này của bên em. Xin chào và hẹn lại anh em ở những giờ đồng hồ tiếp theo.